Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 5 tây tháng 9 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 hoặc nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út Chibi 0937899707 nhé. Còn bạn nào chưa đặt hàng lần nào không biết cách đặt thì các bạn có thể bấm dừng màn hình hoặc là chụp hình màn hình lại để chúng ta đọc rõ hơn thông tin mua hàng của shop cũng như là cách thay đổi và bổ sung đơn hàng. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Vương Bảo Ngọc 213.000 đồng. Wow, bạn mua rất là nhiều Renchi luôn nha các bạn ơi. Đây chúng ta cùng xem nè, có Renchi trái cây là hai cái nha. Đó là dưa hấu và thơm. Tiếp theo thì sẽ có Renchi Galaxy đuôi cong. Rồi đến là Renchi Galaxy sọc, Renchi Galaxy có sao trăng. Đó, rồi đến là Renchi hoa cúc. Đó, hoa cúc vàng, hoa cúc đỏ và hoa cúc này nữa nè. Đó, mỗi một cái Renchi như vậy thì là 13.000 đồng nha, siêu đẹp luôn. Tiếp theo thì là những cây bút dễ thương. Cây đầu tiên đó là cây bút Doraemon có đèn nè, đó, đổi màu luôn nha, 9.000 đồng một cây. Còn lại toàn bộ bút này thì là 5.000 đồng một cây nha. Đây, dưa hấu, Coca-Cola nhé, khoai tây chiên, một củ cà rốt nè, hai bé xịt kem không. Rồi chúng ta còn có một bạn thỏ toàn tan nè, đó, bạn thỏ toàn tan dễ thương, một chai Pepsi nha, lon Pepsi. Rồi chúng ta còn có một BT21, đây BT21 nhưng mà là cây lược luôn các bạn, có thể chạy đầu được luôn nha. Một vỏ sò ngọc trai nữa nè, đó, và một bạn cún 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 con rất dễ thương, 5.000 một cây. Tiếp theo là đơn hàng của chị Mai 163.000. Bạn mua đó là hai đôi bông tai nha, một đôi bông tai thanh long, đó, toàn tan. Rồi đôi này cũng là toàn tan cherry, mà cherry ngọc trai lá xanh luôn, có đá ở trên nữa nè, đó, rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 15.000 đồng một đôi thôi. Rồi đến là hũ slam trong coca 5.000. Tiếp theo thì là một cái Renchi dâu nè, đó, phi dâu hồng rất là đẹp luôn, 13.000. Một cây bút trà sữa hoa cúc dễ thương 5.000 đồng. Và còn có là một cái bé gấu dễ thương như thế này nha. Bé gấu vừa dễ thương, vừa có cái gương để soi, và ở phía sau có cái nút nè. Bé gấu còn có đèn và wow, là một cái quạt 80.000 đồng nha, rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo sẽ là đơn hàng của Trần Hà 85.000 đồng. Và đây có rất là nhiều bé Pikachu nha. Đây là những cái gươm Pikachu rất là dễ thương luôn, như thế này, 5.000 đồng một cục gươm Pikachu. Rồi đến là gom trái cây, bắp và thơm. Nó còn có cái lỗ này nè để mình gắn vào những cây bút đó các bạn. Cây bút nào của mình mà chưa có cái gom bôi á, mình sẽ gắn vô nha, 5.000 đồng một cặp. Ba cái bánh sữa chua thơm ngon, mỗi bánh như vậy thì là 5.000 đồng. Nó sẽ có là lớp sandwich bên ngoài, ở bên trong của nó là lớp sữa chua rất là ngon luôn. Tiếp đến sẽ là đơn hàng của bạn Diễm Trang, Diễm Trang 313.000. Ten ten. Và đây là hai cái bịch giày nha, hai bịch giày mini, mỗi bịch như vậy là 5.000. Rồi còn có là máy sấy tóc, cũng 5.000 một bịch luôn. Móc thì là 3.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì còn có đó là bịch phụ kiện nè, đó, phụ kiện vương miện đồ, mỗi bịch như vậy là 5.000. Coca-Cola nhé, đây, mỗi chai Coca như vậy thì là 5.000 đồng. Tiền mini 2.000 đồng một bịch. Một cái tủ nha, đây là một cái tủ lạnh nè, đó, một cái tủ lạnh 4 ngăn 10.000. Còn có một cái phao bơi tí hon nha, dễ thương không, 10.000. Rồi có thêm một bịch túi xách nữa nè, 5.000. Một cái váy xòe bẹt vai rất là dễ thương nha, là còn là 20.000. Xí lộn là 30.000, có loại này có vẽ ren với lại xẻ này nha, rất là đẹp luôn, 30.000. Áo khoác jean thì là 20.000. Rồi một cái váy xếp ly và áo yếm có đính kim sa như thế này thì là 35.000 đồng. Rồi chùi ui dễ thương quá, một bộ đồ yếm nữa nè, áo thun và cả quần yếm nhung rất là đẹp, 35.000. Bộ áo dài nha, đây áo dài chấm bi có viền ở cổ và quần nữa nè là 40.000 đồng. Qua wow, và còn có là cô búp bê mắt đá rất là xinh đẹp như thế này nha. Đây tóc màu vàng xanh xuống và dài như thế này nè, có cái này là để chùm cái mặt lại nè, đó, có cái vòng cổ nè, áo có bông hoa, có ren, trời ơi ren trái tim luôn, rất là xinh. Và một cái túi xách như thế này nha, đó, chỉ có là 47.000. Đây cái bọc hồi nãy là mình dùng để trùm lại cho bảo vệ khuôn mặt chứ không có gì hết nha. Ta-da! Tiếp đến là đơn hàng của anh Thư 113.000. Đây bạn mua đó là một cái hộp bút nè, có ổ khóa mật mã nè, có bé thỏ nè, nước hologram rất là đẹp luôn như thế này nha. Đây 80.000 đồng.
Xin chào Nguyễn Ngọc Châu, và đây là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Châu 218.000 đồng. Bạn mua đó là một cây đàn guitar mini. Đây, cây đàn guitar ở đại độ 3 nè. Nó có cái phím đàn luôn nha, có 4 cái dây. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái nốt trắng nè, để mình sẽ chỉnh sửa cái độ căng của cái dây nha. Độ căng của cái dây xem nó là nó trùng hay là nó như thế nào á, đờn cho nó hay. Và đây là cái bao, rất là đẹp luôn, 130.000 đồng. Và còn có là một cái máy phun sương 55.000. Tiếp đến là đơn hàng của Ngô Thị Thanh Hương 153.000. Và bạn mua đó là combo ba lô túi xách nha, 120.000 đồng 4 món, rất là đẹp luôn. Có hình hai bé mèo méo méo, cái đuôi ngoắc lại thành hình trái tim, rất là đẹp luôn. Và đây là cái ba lô này có thể đựng tập đi học được, cái hộp bút nè, một cái túi để đi chơi, một cái túi đeo chéo đó. Rồi còn đây là một cái túi nữa. Đó, một túi này nó cũng rất là to, có thể đựng tập đi học thêm hoặc là đi mua sắm đều được. 4 trong 1, 120.000 đồng. Xin chào Đặng Hà Quỳnh Anh, đơn hàng 170.000 đồng. Tiếp đến thì là bạn có mua đó là combo ba lô túi xách hoa cúc 130.000 đồng 4 món. Và đây là cái ba lô nha. Đó, nó có sọc nè và nó có cái này nữa nè, rất là đẹp luôn. Ở phía trên thì còn có hoa cúc nữa. Một cái ba lô, một cái hộp bút, một cái túi đeo chéo và một cái túi xách như thế này, mình có thể đựng đồ đi học thêm, đi chơi đều được hết luôn nha, 130.000 đồng. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 5 tây tháng 9 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707. Có thể nhắn tin Zalo, Facebook, BFGP 0937899707. Còn đây là thông tin để đặt hàng nha. Còn video đến đây thì kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video sau.